Chào các em. Hôm nay thầy sẽ giảng bài tiếp theo trong cái chương trình PENC tức là ôn thi trung học phổ thông quốc gia môn vật lý trên Học Mãi.vn. Thì hai bài vừa rồi thầy dùng phương pháp phấn bảng và các em đã chép vào vở giống như là ở trên lớp học đúng không? Và thầy đã hướng dẫn rất là kỹ rồi. Nhưng mà bài này thì thầy sẽ sử dụng cái kỹ thuật là dùng trình chiếu, bởi vì trong cái bài này phải sử dụng rất là nhiều hình vẽ và thầy cũng đã nói là khi mà học bài giảng trình chiếu thì việc đầu tiên các em phải tải cái file đính kèm về nhé. Đây. Cái file đính kèm ở đây là các em có thể thấy là cái bản nền trắng các em in ra thì sau đó thì các em sẽ ghi trực tiếp vào cái trang này luôn chứ các em không phải ghi vở được chưa nào. Và ở phần trên các em có thể ghi tên của bài học vào. Thì ở đây các em có thể ghi không những trong các cái ô này mà các em có thể ghi tràn ra bên ngoài. Đấy, như là một cái trang vở của các em thì đây là cái cách học slide bởi vì nếu như mà các em mà không in cái này ra thì trong quá trình theo dõi có rất là nhiều hình vẽ và như vậy thì các em sẽ gặp khó khăn trong cái việc vẽ hình bởi vì cái tốc độ bài giảng bằng slide là nó rất là nhanh. Đấy. Ở phần đầu tiên là bài này là bài viết phương trình dao động điều hòa thì cái mục đầu tiên chúng ta học là chuẩn hóa phương trình dao động. Thì chuẩn hóa có nghĩa là gì? À, như chúng ta đã biết là À, giao động điều hòa trong thực tế thì có rất là nhiều hệ giao động nhưng mà chúng ta học hai cái hệ mẫu mực đó là hệ cái con lắc lò xo và hệ con lắc đơn đúng không? thì với con lắc lò xo này thì các em biết là nó cũng dao động quanh vị trí cân bằng nếu mà cái lò xo của chúng ta đặt nằm ngang thì vị trí cân bằng O của nó chính là vị trí lò xo không biến dạng và nó dao động trong quãng là từ trừ a đến a thì chúng ta sẽ có cái phương trình dao động ở đây là x chỉ bằng a cos omega t cộng phi trong đó với con lắc lò xo thì omega luôn bằng là căn k trên m và nó dao động điều hòa khi mà không có ma sát và trong cái giới hạn đàn hồi của lò xo tức là nó không được vượt ra ngoài cái giới hạn đàn hồi được chưa thế còn với cái trường hợp mà cái con lắc đơn thì chúng ta biết là con lắc đơn được treo trên một cái sợi dây rất là nhẹ không giãn và khối lượng không đáng kể và kem kích thích cho nó dao động như thế này thì cái vị trí ô này là vị trí cân bằng của con lắc đơn và khi mà nó chuyển động đến cái vị trí này thì tại cái vị trí li độ là S Lưu ý là với con lắc đơn thì cái quỹ đạo của nó thực ra là một cái cung tròn Nhưng mà do cái góc lệch alpha ở đây thường nhỏ hơn 10 độ Cho nên cái cung tròn này các em cũng có thể coi như nó thẳng Hay là không thẳng cũng được không sao cả Miễn là S ở đây nó chính là ly độ dài đúng không Và ngoài ra thì với con lắc đơn thì nó còn có ly độ góc là alpha Đấy và trong quá trình dao động thì cái góc lệch lớn nhất của cái con lắc đơn này nó chính là biên độ ấy, biên độ góc nó chính là alpha 0 ở đây. Nó ứng với cái biên độ ở đây là là S0 thì cái phương trình dao động của cái con lắc đơn nó có thể viết dưới hai dạng dạng thứ nhất đó là cái phương trình của ly độ dài là s bằng s không cốt omega t cộng phi đấy thì các em có thể hiểu như này này ở đây s không là biên độ nhưng các em cũng có thể ghi nó là a còn s ở đây là ly độ nhưng mà cũng có thể ghi là x trên hai phương trình này thực ra nó là phương trình ly độ dài cả thôi chứ nó không khác nhau và với cái con lắc đơn thì chúng ta có omega là bằng căn g trên l trong đó g là gia tốc trọng trường tại điểm treo và l là độ dài của dây treo đúng không và con lắc đơn này chỉ dao động điều hòa khi mà khi mà cái góc lệch của nó là đủ nhỏ để cho sin alpha được tính bằng alpha. À, và thường là lấy alpha là nhỏ hơn 10 độ. Do đó một cái biên độ góc alpha không phải nhỏ hơn 10 độ, đúng không? Và cũng bỏ qua mọi sức cản, mọi ma sát đấy. Thì với cái trường hợp con lắc đơn thì chúng ta còn có cách viết cái ly độ góc nữa là vì chúng ta biết là cái góc alpha thì bằng S trên L. Đây cái góc alpha này thì nó bằng độ dài của cái cung này mà trên L là bán kính do đó mà alpha bằng s trên l là tính bằng radian thì nếu chúng ta lấy cái phương trình này chúng ta chia cho l thì chúng ta thu được cái phương trình ở đây là phương trình uh, uh, li độ góc alpha bằng alpha không cốt omega t cộng phi đấy như vậy thì với con lắc lò xo so và con lắc đơn thì chúng ta có là ba cái loại phương trình đúng không ba loại phương trình và nếu mà chúng ta coi cái một này và cái hai là như nhau này thì coi như là chúng ta có một cái phương trình lưu độ dài và một cái phương trình lưu độ góc đúng không các em và thường thì cái phương trình lưu độ góc này rất hiếm khi các em gặp Mà các em chỉ gặp cái phương trình lý độ dài này thôi Được chưa nào Bây giờ chúng ta đi vào chuẩn hóa phương trình thì cái phương trình dao động điều hòa có thể viết rất là nhiều dạng khác nhau, có thể viết dạng cốt, có thể viết dạng cosin và cái pha của dao động là omega t cộng phi thì cái pha ban đầu phi có thể lệch nhau uh, k lần hai pi hoặc là kem có thể lấy góc dương góc âm có rất là nhiều cách và do đó mà để cho trong quá trình nghiên cứu dao động mà nó thuận tiện, mà nó dễ thì chúng ta thường phải chuẩn hóa phương trình thì cái phương trình li độ dài của nó dạng là x bằng a cốt omega t cộng phi và nếu là phương trình li độ góc trong trường hợp con lắc đơn thì chúng ta có alpha bằng alpha không cot omega cộng phi đúng không? s bằng s không cũng chính là phương trình này luôn nhé. Chúng ta gọi chung nó là x đi. Thế thì với cái phương trình này thì kem biết là như thế này này, à, cái góc phi này thì nó có giá trị như nào? Chẳng hạn như là ở đây chúng ta có lúc t bằng không thì cái điểm mà chuyển động tròn đều tương ứng nó là cái vị trí là m không này. Cái này thầy đã nói ở bài trước đúng không? đấy. m không ở đây có nghĩa là cái cái chất điểm của chúng ta nó đang ở đây và nó đi theo hướng âm. Thì ví dụ như là trong trường hợp này chúng ta có cái góc này là góc pi trên 3, có nghĩa là pha ban đầu bằng pi trên 3 chẳng hạn, được chưa? Thì cái góc phi này nó sẽ là bằng pi trên 3, đúng không? Tuy nhiên là khi cái góc này bằng pi trên 3 thì các em biết là uh, với góc pi trên 3 này thì nó đã nằm trong quãng là từ 0 đến pi, được chưa? Nhưng mà chúng ta cũng có thể coi cái góc này nó không phải là pi trên 3 mà góc này nó sẽ là bằng pi trên 3 cộng k lần 2 pi. Tức là góc này cũng được nhưng vẫn cái điểm này có thể là pi trên 3 cộng 2 pi, cộng 4 pi cộng 6 pi cho nên là nếu mà các em thay vì viết cái phi này là bằng pi trên 3 thì các em hoàn toàn có thể viết nó là bằng pi trên 3 cộng 2 pi hay là cộng 4 pi tóm lại là pi trên 3 cộng k 2 pi đấy được chưa nào hay là ở đây các em có thể thấy nữa là cũng cái điểm này các em có thể lấy ngược về phía này đó là theo phía âm thì lúc bây giờ cái góc này nó lại là bằng trừ 5 pi trên 3 và rõ ràng là nó vẫn là cái điểm m không này cho nên cái phi này các em vẫn có thể lấy là bằng là trừ 5 pi trên 3 được chưa nào và các em cũng có thể lấy là trừ 5 pi trên 3 cộng k 2 pi Tóm lại là cùng cái vị trí m0 này mà có rất là nhiều cách cái lấy góc phi khác nhau Và để cho nó đỡ bị lộn xộn, để cho nó đỡ bị nhầm lẫn Cho nên chúng ta thống nhất cái góc phi được lấy như thế nào Thứ nhất là phi phải được lấy trong quãng là từ trừ pi đến pi Chẳng hạn như là ở đây pi trên 3 thì nằm trong quãng từ trừ pi đến pi Nhưng cái góc này là à, trừ 5 pi trên 3 thì nằm nằm ra ngoài quãng từ trừ pi đến pi chúng ta không được lấy Do đó mà cái cái góc Phi này chúng ta lấy trong khoảng trừ pi đến pi nhớ chưa nào? Đó là cái cách mà chuẩn hóa phương trình dao động điều hòa và ở đây là chúng ta chuẩn hóa pha ban đầu. À, tất nhiên là các em mà không chuẩn hóa thì nó cũng không sai, nó không sai nhưng mà nó không đẹp và cái pha của nó mất đi cái ý nghĩa quan trọng của nó bởi vì pha của nó là biểu diễn cái trạng thái của dao động và thầy cũng lưu ý luôn với các bạn là bất kỳ khi nào các em làm việc thì thường uh, những cái người làm việc tốt thường họ sẽ chuẩn hóa mọi thứ theo cái chuẩn đúng không? Ví dụ như là chúng ta nói thầy nam cao ví dụ như là là 1,73 cm chẳng hạn. Thì thầy nam cao hơn thầy bắc là 3 cm chẳng hạn nhé. Nhưng mà các em hoàn toàn có thể nói là thầy bắc cao hơn thầy nam âm 3 cm thì hai cách đó nói là giống nhau. Nó hoàn toàn là là, là là đúng. Nhưng mà cái cách nói là thầy nam cao hơn thầy bắc 3 cm là đã được chuẩn hóa. Chứ còn nói mà thầy bắc cao hơn thầy nam âm 3 cm thì cái cách đó nghe nó hơi buồn cười vì nó không được chuẩn hóa mặc dù nó không sai. Đấy. Ngoài ra cái phương trình này để cho nó đẹp thì người ta thống nhất chuẩn hóa cái phương trình là phương trình dao động điều hòa sẽ được viết dạng cốt được chưa nào à, dạng cốt chứ không phải dạng sin do đó mà trong thực tế nếu các em gặp một cái phương trình mà lại được viết là sin thì khi chuẩn hóa các em chuyển thành hàm cốt thì các em sẽ phải lưu ý là sin alpha bằng cốt của alpha trừ pi trên hai do đó là sin omega t cộng phi thì nó sẽ bằng cốt của omega t cộng phi mà trừ pi trên hai như vậy là chúng ta chuyển được ngay về hàm cốt là cái hàm mà chúng ta đã thống nhất cái chuẩn rồi được chưa nào Đấy. Bây giờ thầy sẽ làm thử một số cái phương trình nhé Thì ví dụ như chúng ta có một cái phương trình là x bằng 3 cốt pi t cộng 5 pi trên 4 chẳng hạn Thì phương trình này hàm của nó là hàm cốt là chuẩn rồi Nhưng mà cái pha ban đầu là 5 pi trên 4 này là nó nằm ra ngoài quãng trừ pi đến, đến pi Bởi vì nó lớn hơn pi đúng không? Đấy. Do đó mà chúng ta chuyển hóa như thế nào Thì nhìn vào trên đường tròn chúng ta thấy là Biên dương là 3, biên âm là âm 3, 3 Thì cộng 5 pi trên 4 là các em phải lấy góc 5 pi trên 4 là lấy từ đây đến đây Đúng không? Thì góc này là nằm ngoài quãng pi Do đó mà chúng ta phải lấy cái phần góc phía dưới này Thì cái góc này nó sẽ là bằng trừ 3 pi 4 Đúng không? Do đó mà cái pha ban đầu chúng ta phải đổi thành là gì? Là ở đây là bằng trừ 3 pi 4 Và phương trình nó sẽ thành là x bằng 3 cốt pi trừ 3 pi 4 Đấy. Viết như thế này cũng đúng nhưng không chuẩn Viết như thế này là chuẩn hơn Được chưa nào? Ví dụ nữa là ở đây chúng ta có cái phương trình x bằng 4 cốt pi trừ 7 pi 6 thì cái trừ 7 pi trên 6 này nó nhỏ hơn trừ pi Tức là nó nằm ra ngoài cái khoảng từ trừ pi đến pi Do đó mà chúng ta cũng nên chuyển hóa nó lại Thì ở trên đường tròn các em thấy không Ở đây là biên dương là 4, biên âm là âm 4 Và cái góc trừ 7 pi trên 6 thì các em quay ngược một cái góc như này Đúng không? Là trừ 7 pi trên 6 Trừ 7 pi trên 6 này là vượt lên trên này Cho nên chúng ta sẽ lấy cái góc bên này để cho nó nằm trong khoảng là trừ pi trên pi Thì cái góc này các em thấy nó sẽ phải là 5 pi trên 6 Đúng chưa? Và pha ban đầu bây giờ là 5 pi trên 6 Cho nên cái phương trình của chúng ta Nhận được là x bằng 4 cốt Pt cộng 5Pt6 Và phương trình này mới là phương trình đã chuyển hóa được chưa nào Bây giờ chúng ta xếp thêm các trường hợp nữa nhé Ví dụ như là trường hợp này là x bằng 2 cốt Pt cộng 19Pt6 Thì cái 19Pt6 này thì em thấy là nó sẽ có gồm 12Pt6 cộng 7Pt6 Mà cái 12Pt6 này nó bằng là 2 pi Cho nên chúng ta bỏ đi à, Đúng không Do đó mà phương trình ở đây nó thành là 2 cốt của Pt cộng 7Pt6 Thế cái 7 pi trên 6 này thì nó lại vẫn vượt ra bên ngoài cái khoảng từ trừ pi trên pi. Cho nên chúng ta sẽ lấy là trừ 5 pi trên 6. Đấy như là cái cách thầy vừa nói. Vậy phương trình này sau khi chuẩn hóa nó sẽ thành là 2 cốt pi t trừ 5 pi trên 6. Được chưa? Thế còn phương trình này là x bằng 2 sin pi t trừ 2 pi trên 3. Thì các em chuyển nó thành cái dạng là là cốt. Thì hàm sin chuyển thành hàm cốt thì chúng ta sẽ có là bằng x bằng 3 cốt pi t. Mà trừ 2 pi trên 3 xong trừ pi trên 2 nữa. Thì các em sẽ thu được là trừ 7 pi trên 6. Trừ 7 pi 6 này nó lại nằm ra bên ngoài quãng trừ pi đến pi Cho nên chúng ta lại chuẩn hóa một lần nữa là chúng ta lấy cái phía là gì? Là 5 pi 6 Do đó chúng ta sẽ có là x bằng 3 cốt pi cộng 5 pi 6 Và đây mới là cái phương trình đã chuẩn hóa ở cái dạng đẹp nhất Đấy, tuyệt vời nhất là như vậy Sau khi các em đã biết cái cách chuẩn hóa phương trình rồi Thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em cái cách là viết phương trình dao động điều hòa Thì viết phương trình dao động điều hòa có nghĩa là gì? À, ở đây chúng ta sẽ có các cái phương trình như là phương trình li độ dài là x bằng a cos omega t cộng phi rồi các em có phương trình li độ góc là alpha bằng alpha cốt omega t cộng phi cho trường hợp con lắc đơn trường hợp này thực ra rất hiếm gặp thầy đưa vào cho nó đầy đủ thôi nhé và cái việc viết phương trình tức là gì đây là cái dạng phương trình còn viết phương trình là các em phải tìm cái a này này cái omega này cái phi này hay cái alpha không các em đưa vào cái phương trình này để nó trở thành một cái phương trình tường minh một cái phương trình cụ thể, một cái phương trình mà chứa các số, mỗi cái thời gian t là không chứa số thôi, được chưa? Thì cái việc đấy gọi là viết phương trình dao động điều hòa. Và để viết phương trình thì bài toán sẽ phải cho các điều kiện để các em tìm được a, omega và phi. Và khi mà cho điều kiện thì thường chúng ta sẽ quay về cái bài toán mà giải quyết bằng một trong hai cách. Thì cái cách thứ nhất là chúng ta thường sử dụng đường tròn. Thì chúng ta dựa trên các cái thông số bài toán cho chúng ta vẽ trên đường tròn như này. Thì bây giờ chúng ta sử dụng cái đường tròn thì chúng ta biểu diễn trên đường tròn này thì các em biết là cái lúc t bằng 0 thì cái pha ban đầu phi dựa vào đấy thì chúng ta biểu diễn trên đường tròn chúng ta sẽ có được cái điểm này là điểm M0 đúng không? M0 là cái điểm trên đường tròn biểu diễn dao động, còn cái điểm P này mới là vị trí thực của cái dao động đó của cái con lắc đó. Thế thì thông qua các thông số nếu chúng ta biểu diễn ở điểm M0 này thì chúng ta sẽ xác định được cái góc này là góc phi nó chính là pha ban đầu của dao động đúng không? Thế còn bao giờ cũng thế Cái chiều quay của đường tròn là uh, Với tốc độ góc omega là theo chiều này rồi Thì chúng ta sẽ nhìn vào đường tròn này Để chúng ta xác định được các thông số như là omega Như là phi hay là như là A Và nếu bài toán cho các số liệu phù hợp Thì chúng ta sẽ xác định được thông qua đường tròn nhé yeah. Thì đến đây có một cái điểm chú ý rất quan trọng như thế này này Nếu mà bài toán cho cái điều kiện ban đầu lúc t bằng 0 Mà chất điểm ở biên dương Tức là ứng với điểm này thì chúng ta sẽ có ngay cái pha ban đầu là phi nó sẽ bằng 0 bởi vì cái điểm M0 bây giờ nó trùng với điểm này luôn, đúng chưa? Còn nếu mà bài toán cho cái điều kiện ban đầu là lúc T bằng 0 thì chất điểm ở biên âm là ở điểm này. Thì cái điểm M0 nó sẽ nằm ở đây. Thì cái góc từ đây đến đây sẽ là góc pi, cho nên là nếu mà lúc T bằng 0 vật ở biên âm thì phi nó bằng pi, được chưa? Nếu như mà lúc T bằng 0 mà chất điểm là đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Nhớ nhá, đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm thì nó sẽ ứng với cái điểm trên này và cái góc phi nó sẽ là góc này là bằng pi trên 2. Thế còn cái lúc t bằng 0 mà chất điểm đi qua vị trí cân bằng mà theo chiều dương thì nó sẽ ứng với điểm phía dưới này. Và lúc bây giờ cái góc này nó ở đây là nó góc trừ pi trên 2 cho nên pha ban đầu bằng trừ pi trên 2. Do đó mà các em phải ghi nhớ được bốn cái vị trí đặc biệt này trên đường tròn. Tức là bốn cái trường hợp pha ban đầu bằng 0, bằng pi, bằng pi trên 2, bằng trừ pi trên 2 được chưa nào? thì phải nhớ cái đó. Bây giờ chúng ta sẽ xét các ví dụ đây là cái ví dụ đầu tiên thì cho con lắc lò xo có K bằng 10 Newton trên mét và M bằng 50 g đang dao động điều hòa trên trục OX với quỹ đạo dài 8 cm quanh vị trí cân bằng là gốc tọa độ O. Và lúc T bằng 0 thì vật đi qua ly độ X sẽ bằng 2 cm theo chiều âm. Đấy, đây là cái thông số cho để các em dựa vào đường tròn các em tính cái cái pha ban đầu phi của nó được chưa? Bây giờ viết phương trình với cái bài này. Thì ghi viết phương trình thì chúng ta có cái dạng phương trình chắc chắn là x bằng a cos omega t cộng phi rồi, đúng không? Và ở đây là con lắc lò xo. So. Thì với con lắc lò xo so này có k và m rồi thì chúng ta tính được là gì? k và m sẽ tính là omega. Thế còn quỹ đạo là dài 8 cm mà vị trí cân bằng tại ô. Như vậy là từ đây đến đây là 8, như vậy là phía biên âm này sẽ là âm 4 và biên dương sẽ là bằng 4 là đương nhiên. Do đó mà chúng ta thấy quỹ đạo dài 8 thì biên độ a bằng 4 cm, đúng không nào? Còn omega thì chúng ta tính bằng căn k trên m tức là căn của 10 mà trên 0,05. Đúng chưa các em? Thì các em tính được con số đây là bằng 10 căn 2 radian trên giây. Được chưa? Và 10 căn 2 radian trên giây thì chúng ta sẽ có là Bây giờ chiếu trên đường tròn, biên dương là 4, biên âm là âm 4. Mà cái lúc t bằng 0 thì vật đi qua cái ly độ là bằng 2 ở đây, đúng không? Tức là cái vị trí 2 này, vị trí 2 này sẽ ứng với hai điểm là m01 và m02. Nhưng mà vì nó đi theo chiều âm cho nên cái điểm M0 nó sẽ phải nằm ở vị trí này. Thì ở đây với cái điểm 2 này nó ứng với hai điểm là M01 này và M02. Trong đó M02 là nửa dưới của đường tròn thì các em biết là với M02 này nó sẽ đi theo chiều dương. Còn M01 đi theo chiều âm. Mà bài toán thì cho là đi theo chiều âm cho nên cái điểm mà chúng ta xét sẽ phải là điểm M01 này. Và nhìn vào đây các em thấy biên độ là 4 ở đây. Chỗ này là bằng 2 trên cái góc này của chúng ta sẽ là bằng pi trên 3. Như vậy rõ ràng cái pha ban đầu ở đây nó sẽ bằng là pi trên 3 đúng không? Thì biết phi bằng pi trên 3 rồi này, biết a bằng 4 này và biết được omega là bằng 10 căn 2, cho nên chúng ta viết được phương trình dao động ở đây là 4 cos 10 căn 2t cộng pi trên 3 cm. Đấy. Như vậy chúng ta hoàn toàn dựa trên đường tròn để chúng ta xác định cái pha ban đầu, được chưa? Chúng ta xét thêm một cái ví dụ nữa là có một cái con lắc đơn có l bằng 15 cm và g bằng 9,8 m trên dây. Đấy, đưa vật tới cái góc lệch là dương 3 độ, tức là đưa về phía dương đấy nhé. Lúc t bằng 0 rồi đẩy cho vật chuyển động theo chiều dương tức là đưa về phía dương rồi lại đẩy tiếp theo chiều dương. Đấy. Trong quá trình dao động thì góc lệch cực đại so với phương thẳng đứng là 6 độ. Bây giờ viết phương trình dao động. Đấy. Thế thì bây giờ các em biết là con lắc đơn, đúng không? Mình quy ước bên này là dương và bên kia là âm thì chúng ta đưa nó đến cái vị trí góc lệch là 3 độ này, xong rồi chúng ta đẩy nó một cái thì nó chuyển động tiếp. Như vậy cái biên độ góc của nó chắc chắn là lớn hơn 3 độ và nó sẽ dao động từ đây đến đây như thế này. Như vậy thì nó sẽ dao động với cái biên độ là mấy? Là 6 độ bởi vì cái góc lệch lớn nhất là 6 độ. Thì cái phương trình của cái ly độ dài ở đây là S bằng S0 cos omega t cộng phi, đúng không? Trong đó S là bằng alpha l, còn alpha bằng alpha 0 cốt omega t cộng phi thì alpha này nó là ly độ góc, còn S là ly độ dài, được chưa nào? Thì viết phương trình nào cũng được, viết cả hai đi cho nó máu nhé. Thì bây giờ như thế này Omega là bằng căn g trên l thì chúng ta biết là căn của 9,8 trên 0,15 các em tính được là 8 radian trên giây được chưa nào? Và bây giờ chúng ta xem là Ở đây Cái góc lệch cực đại là bằng 6 Như vậy là alpha 0 là bằng 6 độ rồi Đúng không? Và chúng ta sẽ có alpha 0 bằng 6 độ Thì chúng ta sẽ có là gì? Vẽ trên đường tròn Vẽ đường tròn và chúng ta vẽ cho cái phương trình ly độ góc này này Thì chúng ta có là biên dương là 6 độ Biên âm là âm 6 độ Được chưa? Và lúc t bằng 0 là lúc mà nó là 3 độ Thì ứng với điểm dưới hoặc điểm trên Nhưng mà vì chúng ta đẩy nó theo chiều dương Tức là ứng cái điểm phía dưới này thì nó mới theo chiều dương Do đó mà cái góc chúng ta lấy ở chỗ này Cái góc này là cái pha nhé Nó không phải là cái góc bình thường nữa, mà nó là pha dao động Thì cái pha ban đầu phi của nó chỗ này em thấy nó sẽ là bằng mấy? Trừ pi trên 3 Đúng không? Bởi vì con số 3 đây là trung điểm giữa 0 và 6 những cái góc này trừ pi trên 3 Cho nên là cái pha này nó sẽ là trừ pi trên 3 được chưa nào? Và cái phương trình ly độ góc ở đây chúng ta biết là gì với phi bằng trừ pi trên 3 thì ta có là phương trình của chúng ta sẽ là alpha ở đây là bằng 6 này, Cốt của là gì? Omega T này cộng phi là Cộng phi là trừ pi trên 3 là omega biết rồi Và phương trình li độ dài là S0 Thì tính cái, cái, biên độ S0 này là bằng alpha 0 nhân L Alpha 0 bằng 6 độ tức là bằng 6 nhân pi trên 180 radian trong nhân với 15 Đúng không? Thì bằng pi trên 2 cm Vậy thì phương trình ở đây nào? Phương trình ly độ góc là alpha bằng 6 cốt 8T trừ pi trên 3 độ. Thế còn phương trình ly độ dài là S bằng 0,5 pi. Pi trên 2 bằng 0,5 pi cốt của 8T trừ pi 3 cm. Như vậy là chúng ta viết được cả hai cái phương trình li độ góc và li độ dài và nó rất là dễ dàng, đúng chưa? Như vậy là ở cái cách thứ nhất thì chúng ta dựa trên số liệu bài toán ra để chúng ta sử dụng đường tròn để chúng ta chúng ta viết phương trình. Nhưng mà trong thực tế có một cái cách khác mà khi mà chúng ta không sử dụng được ngay đường tròn mà chúng ta phải sử dụng cái phương pháp giải phương trình lượng giác đó là khi nào? Thì đây là cách thứ hai. Thì bài toán nó thường cho cái điều kiện ban đầu đó là li độ ban đầu này x lúc t bằng 0 bằng một cái x0 cụ thể nào đó. Hay là nó cho cái điều kiện ban đầu là vận tốc lúc t bằng 0 bằng một cái v0 cụ thể nào đó. Hay là nó có thể cho gia tốc lúc t bằng 0 bằng một cái a0 cụ thể nào đó. Và nó yêu cầu các em viết phương trình dao động, đúng chưa? Thì khi viết phương trình các em biết là các em phải tìm được là gì? Là biên độ a này, tần số góc omega và pha ban đầu phi thì mới viết được thì chúng ta phải dựa vào các phương trình này để chúng ta tìm. Và thông thường thì bài toán dạng này nó thường cho hai cái điều kiện ban đầu x0 hoặc v0 À, x0 với v0 hoặc v0 với a hoặc là x0 với a tức là nó sẽ cho hai trong ba cái này và cái cách xử lý giống hệt nhau cho nên là trong trường hợp này thầy sẽ coi như là nó cho là x khi t bằng 0 và v khi t bằng 0 nhé còn các trường hợp khác các em tự làm thì như chúng ta biết là đối với dao động điều hòa thì x bằng a cos omega t cộng phi là đây là phương trình li độ thì vận tốc là các em lấy đạo hàm x theo t thì các em sẽ được phương trình vận tốc là trừ omega a sin omega t cộng phi cái này thầy nói rồi đúng không và lấy đạo hàm phát nữa thì các em ra được cái biểu thức của gia tốc A là bằng trừ omega bình phương A cốt omega t cộng phi. Và các em biết là cái lực kéo về ấy, cái lực mà gây dao động ấy, F ấy, thì nó sẽ là có biểu thức dạng là F là bằng MA. Đấy, F bằng MA cho nên là chúng ta sẽ thấy là biểu thức của lực gây dao động là bằng M omega bình phương A cốt omega t cộng phi có dấu trừ ở đây. Đây là biểu thức của lực. Thế thì soi vào cái này, với cái này thì chúng ta thấy cái phương trình x khi t bằng 0 nó sẽ là như nào? x khi t bằng 0 chúng ta sẽ có bằng là a cos phi đúng không? bỏ t bằng 0 vào đây. Mà a cos phi bằng x0. Còn v khi t bằng 0 nếu thay vào đây chúng ta sẽ có là bằng trừ omega a sin phi thì là bằng v0. Và nếu bài toán cho điều kiện của gia tốc a thì chúng ta cũng thay t bằng 0 chúng ta sẽ có là trừ omega bình phương a cos phi thì bằng a0. Và như thầy nói là bài toán sẽ cho hai trong ba cái điều kiện này mà thông thường nó cho x0 và v0. Thế thì giả sử như nó cho x0 và v0 thì đến đây các em thấy không? là thông thường á, là chúng ta biết được omega rồi thông thường là như vậy nhé thì ở đây chúng ta tìm a và phi còn nếu bài toán nó cho a rồi thì chúng ta lại tìm omega và phi còn nếu bài toán cho phi rồi thì chúng ta lại tìm a và omega như hai phương trình hai ẩn là đơn giản thôi và thông thường thì chúng ta sẽ phải tìm phi và a thì chúng ta làm thế nào thì các em thấy là lấy cái này chia cho cái này chẳng hạn thì sin mà chia cho cốt nó sẽ thành tan đúng không xong chúng ta nhân chéo lên thì ở đây chúng ta sẽ có ngay là tan phi này thì nó sẽ bằng là v0 này chia x0 Xong rồi chia cho omega nữa mà có dấu trừ đằng trước Trình tóm lại chúng ta có tăng phi bằng trừ v0 Chia cho x0 omega Như vậy khi mà tính được cái tăng phi này là một số cụ thể rồi Thì chúng ta có thể suy ra cái góc phi bằng cách chúng ta tính là hàm arctan Đúng không? Tức là tan mũ trừ 1 Thì có giá trị này thì chúng ta suy được phi Nhưng đến đây có một cái chú ý rất quan trọng Tức là bao giờ cũng thế Hàm arctan nó chỉ trả lại giá trị trong quãng từ trừ trên 2 đến trên 2 thôi À đây cụ thể đây là đây là cái trục tang nhé và đây là đường tròn lượng giác nhé thì chẳng hạn như là cái tang phi này bằng như thế này nó nằm một cái giá trị ở đây chẳng hạn thì bao giờ khi các em tính ác tang các em cũng sẽ tính được cái góc này là cái góc phi một này này vì cái góc phi một này nó sẽ nằm trong quãng là từ trừ pt hai đến pt hai nếu cái điểm này nằm dưới này thì các em sẽ có góc phi một là nó sẽ âm đúng không nhưng mà để lấy cái giá trị phi này thì có thể lấy phi một nhưng còn một giá trị nữa đối xứng bên này thì các em phải lưu ý là đối xứng ở bên, bên này là vẫn lấy được nó vẫn thỏa mãn là tang bằng cái này nhưng mà khi tính tăng mũ trừ một trên máy tính nó không ra giá trị này cho nên là các em phải chủ động là tính được phi một rồi thì các em phải lấy phi một này các em trừ pi thì nó sẽ ra được cái giá trị góc phi hai này cho nên các em sẽ phải tìm cả phi một phi hai sau khi tìm cả phi một phi hai này nhé thì hai cái giá trị này nó chỉ có một giá trị phù hợp thôi thì các em phải lấy hai giá trị này các em so vào với cái điều kiện này này ví dụ như là a cốt phi bằng x không nếu x không dương a không thì cốt phi phải dương cốt phi dương thì các em phải lấy phi một nhưng chẳng hạn như là a cốt phi bằng một cái giá trị âm thì A là dương rồi mà đây âm thì cốt phi âm thì các em sẽ lấy giá trị phi 2. Có nghĩa là hai cái giá trị này các em sẽ phải so vào các cái phương trình phía trên để các em lấy một trong hai cái phi đó. Và khi lấy được phi rồi thì các em lấy cái phi này các em thay vào đây để các em tính A vì A nó sẽ bằng như thế nào nhỉ? A nó sẽ bằng x0 trên cốt phi đúng không? Và tính được luôn A. Như vậy biết được phi, biết được A và biết được omega rồi thì chúng ta sẽ viết được phương trình dao động là bằng A cốt omega t cộng phi. Đấy. Thì cái cách này là các em có thể nhận biết là nó vừa cho V0 vừa cho X0 Hay là vừa cho V0 vừa cho A0 Hay là vừa cho X0 vừa cho A0 Thì như vậy các em không thể vẽ trên đường tròn được Mà các em chắc phải sử dụng hàm tang Và từ đó các em tìm đa phi rồi thay trở lại Và đó là cái cách gọi là giải phương trình lượng giác Được chưa Ta xét thử một cái ví dụ nhé Một chất điểm dao động điều hòa trên trục OX Trong thời gian 31,4 giây Chất điểm thực hiện được 50 dao động toàn phần à, Tức là 31,4 giây là 50 dao động đấy Gốc thời gian là lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ x sẽ bằng 2 cm. Đây chính là về là x0 này và theo chiều âm với tốc độ là 20 căn 2 cm. Đây chính là v0 này, đúng không? Lấy pi bằng 3,14 viết phương trình dao động của chất điểm. Như vậy cái bài này là chúng ta phải giải phương trình lượng giác thôi. Thì ở đây là chúng ta đã có là trong uh, một cái thời gian là 31,4 giây. 31,4 mà lấy pi bằng 3,14 như vậy 31,4 này nó là bằng 10 pi, 10 pi giây đúng không? mà thực hiện là 50 dao động như vậy cái chu kỳ uh, của dao động nó sẽ là bằng là 31,4 chia cho 50 là bằng pi trên 5 giây. Và pi trên 5 giây này thì các em tính được ngay là omega bằng 2 pi trên t, tức là 2 pi chia cho pi trên 5 thì bằng 10 radian trên giây. Như vậy cái phương trình của chúng ta là đã có omega bằng 10 rồi. Vậy thì phương trình của chúng ta là x bằng a cos 10t cộng phi, đúng chưa? Đấy. Và từ đây nếu lấy đạo hàm chúng ta sẽ có là cái vận tốc v nó bằng là trừ 10a sin 10t cộng phi vì lấy đạo hàm. Và bây giờ là cái lúc T bằng 0 thì đi qua ly độ 2 cm cho nên chúng ta sẽ có ngay là a cos phi bằng 2 bởi vì xt bằng 0 thì nó bằng a cos phi bằng 2 được chưa? Còn theo chiều âm với tốc độ 20 căn 2 thì chúng ta biết tốc độ là độ lớn của vận tốc. Như vậy độ lớn của vận tốc là bằng 20 căn 2 cm trên giây. Nhưng mà theo chiều âm do đó vận tốc nó sẽ âm. Thì ở đây chúng ta sẽ có ngay là cái lúc t bằng 0 thì là chúng ta có là âm 10a sin phi bằng âm 20 căn 2 do đó phương trình rút gọn là là 10 a sin phi bằng 20 căn 2. Thế thì từ đây chúng ta chia cái dưới cho cái trên thì chúng ta xác định là ngay là cái tăng phi bằng căn 2. Các em tính được ngay đúng không? Và tăng phi bằng căn 2 thì các em có thể dùng cái hàm arctan tức là tang mũ -1 các em tính thì nếu vẽ thì đường tròn các em sẽ thấy cái giá trị căn 2 nó nằm ở đây này. Và căn 2 này nếu chiếu xuống thì các em tính được cái góc phi 1 ở đây này. Và phi 1 này nó chính là arctan của căn 2. Thì bấm bằng máy tính các em ra được phi 1 là bằng 0,96 radian nhưng mà như chỗ này thầy đã lưu ý với các em là bao giờ cũng có hai cái góc phi, cái góc phi một này được tính từ cái hàm arctan tức là tang mũ trừ một nhưng mà còn một cái góc phi phía dưới đây này thì cái góc phi này ấy là lưu ý là có hai cách một là các em lấy phi một cộng với pi thì nó lại vượt ra ngoài quãng từ trừ pi đến pi cho nên cái góc này chúng ta sẽ phải lấy phi một trừ dp tức là lấy cái 0,96 này trừ dp thì nó ra được cái giá trị ở đây là phi 2 bằng âm 2,19 radian và sau khi có hai cái phi này rồi thì chúng ta phải so vào cái biểu thức ở trên thì các em thấy a là biên độ là dương này, cốt phi này bằng 2, 2 này cũng dương. Điều này chứng tỏ là cốt phi phải dương. Mà cốt phi dương thì chắc chắn là phi nó phải nhận giá trị ở đây là bằng 0,96 rồi, cho nên thầy mới tô màu vàng ở đây, đúng không? Còn cái giá trị này coi như bỏ. Đấy. Sau khi có cái phi bằng 0,96 này các em thay vào đây thì các em sẽ có là a sẽ bằng 2 trên cốt của 0,96, đúng không? Đấy. Đây là a bằng 2 trên cốt 0,96 và tính được là bằng 3,5 cm. Như vậy bài toán đến đây các em tìm được omega này em tìm được phi này, các em tìm được A này Cho nên là chúng ta xác định được cái phương trình dao động ở đây là bằng x bằng 3,5 cốt của 10T cộng 0,96cm Thì đây là cái kết quả của cái bài này Và thầy hy vọng là cái phần trình bày thầy nói nó không quá nhanh Nếu nó quá nhanh thì các em lưu ý là ghi nó cẩn thận vào đoạn nào nhanh quá thì các em tạm dừng lại giúp thầy nhé à, Như vậy là các em đã biết cách viết phương trình dao động đồ hòa cho các trường hợp hoặc là dùng đường tròn hoặc là dùng cái phương trình lượng giác thì đến đây thầy Nam mới nhắc một cái trường hợp khá là đặc biệt. Đó là trong trường hợp mà vị trí cân bằng không nằm tại gốc tọa độ thì sao? Thế thì khi một cái chất điểm nó dao động điều hòa ấy thì nó là một hiện tượng tự nhiên. Và các em nhìn thấy nó dao động, đúng không? Thế thì cái việc nó dao động thực ra là nó hoàn toàn độc lập với cái tâm trạng của chúng ta, với cái cách nhìn của chúng ta, thậm chí nó chả biết được sự tồn tại của chúng ta luôn. Như vậy nếu nó là dao động điều hòa thì nó vẫn dao động điều hòa. Còn nếu nó không dao động điều hòa thì nó không thể dao động điều hòa được. Nó không phụ thuộc vào việc chúng ta quan sát nó như thế nào. Được chưa nào? Thế thì bây giờ cái này để cho đơn giản nhất, thường thì một chất điểm dao động điều hòa chúng ta thường chọn cái trục ox ấy là kiểu này. Đây, cái chất điểm nó dao động ở trên cái trục là chúng ta thường chọn nó trục ox trùng với cái cái phương dao động của nó luôn. Và chúng ta chọn cái gốc tọa độ O này trùng với vị trí cân bằng của cái chất điểm này luôn. Và khi mà chúng ta chọn cái gốc O trùng với vị trí cân bằng thì lúc bây giờ chất điểm dao động trong quãng là từ trừ a đến a và chúng ta viết được cái phương trình dao động của nó là x bằng a cos omega t cộng phi trong độ x này nó chính là gì là tọa độ của dao động nhưng mà nó cũng chính là li độ của dao động luôn bởi vì theo định nghĩa thì li độ là độ lệch của chất điểm khỏi vị trí cân bằng mà vị trí của cân bằng ở đây nó trùng với ô luôn cho nên là độ lệch nó cũng chính là li độ nhưng mà li độ nó khác độ lệch là cái độ lệch thì nó luôn dương nhưng mà li độ thì phải lấy cả dấu dương và dấu âm đấy chưa như vậy thì đây là cái phương trình mà gốc tọa độ nằm tại vị trí cân bằng. Tuy nhiên là cái việc chọn hệ tọa độ như thế nào là hoàn toàn tùy ý chúng ta. Và nếu các em không thích, các em có thể chọn cái trục tọa độ sang chỗ khác thì sao? Thì không sao cả. Nó vẫn phải là dao động điều hòa, nhưng lúc bây giờ phương trình của nó sẽ thay đổi đi. Thầy ví dụ nhé, cũng cái dao động của chất điểm này, nhưng mà thầy cố tình chọn cái trục OX này nó dịch ra bên này. Chẳng hạn như cái gốc O nó dịch ra bên trái chẳng hạn và nó sẽ thành cái trường hợp này là gốc ô ở đây. Trong khi cái vật nó vẫn dao động như này. Và lúc bây giờ cái vị trí cân bằng của nó ở trên thì nó không nằm tại gốc tọa độ mà nó sẽ có một cái tọa độ là x0 nào đó ở trên cái trục OX này đúng không? Và nó sẽ dao động như này. Thế thì các em sẽ thấy là lúc bây giờ cái biên dương của chúng ta lúc trước là tọa độ A thì bây giờ tọa độ của biên dương nó là A cộng x0. Và cái biên âm lúc trước là trừ A thì bây giờ tọa độ của biên âm nó là trừ A cộng x0. Và cái vị trí cân bằng là tọa độ là x0 và lúc bây giờ cái phương trình dao động nó sẽ thành là x bằng A cos omega t cộng phi Xong cộng thêm x0 nữa. Được chưa? Cho nên nếu các em nhìn thấy cái dạng phương trình này thì các em cũng hiểu đây cũng chính là dao động điều hòa sở dĩ nhưng nó xuất hiện cái không ở đây là vì cái gốc tọa độ nó bị dịch khỏi cái vị trí cân bằng mà thôi được chưa và cái cụm này này như vậy thì ở đây rõ ràng là x là tọa độ còn cái cụm a cos omega t cộng phi là li độ còn x không là tọa độ của vị trí cân bằng được chưa các em và nhìn vào đây các em sẽ biết được thì bây giờ này này trong các cái bài toán mà phải viết phương trình dao động điều hòa thì các em sẽ không gặp cái bài này đâu bởi vì nó cũng không cần thiết nhưng mà khi mà các em nghiên cứu sang cái sự dao động của một số đại lượng khác Thầy ví dụ như là dao động của động năng hay là dao động của thế năng trong dao động điều hòa Thì lúc bây giờ nó sẽ xuất hiện một cái một cái số hạng mà không đổi ở đây Và lúc bây giờ chứng tỏ cái đại lượng đó nó dao động điều hòa Nhưng mà cái gốc tọa độ không nằm tại vị cân bằng Thì khi thầy dạy cái bài này thì lúc các em nhìn thấy cái phương trình đó các em sẽ không bối rối nhá sau thầy nam sẽ dạy và thầy nam sẽ nhắc lại là tại sao cái này nó vẫn dao động điều hòa khi mà nó xuất hiện cái cụm này được chưa cho nên cái bài này là thầy thầy giảng thường thầy cố gắng làm sao để cho nó thấu đáo mọi thứ. Để khi các em gặp một kiến thức mới thì những cái mà cần để hiểu cái kiến thức mới đó thì thầy đã dạy rồi. Cho nên có nhiều cái nhiều người không hiểu thấy thầy nói cứ tưởng thầy nói bị vượt ra ngoài quá thực ra không phải. Thầy dạy mọi thứ nó cực kỳ chặt chẽ và nó không thừa một cái gì cả. Cho nên thầy nói cái gì các em cố gắng tiếp thu nhé. Bây giờ để minh họa cho phần này thầy sẽ cho một cái ví dụ đơn giản như thế này là trên trục Ox có các điểm là điểm D, P, I, Q, C. Với các tọa độ tương ứng trên trục OX của nó là 2 này, 4 này, 6 này, 8 và 10 cm. Tức là tọa độ của D là 2, của P là 4, của Y là 6, của Q là 8 và của C là 10 cm. Một cái chất điểm nó dao động điều hòa trên trục OX quanh vị trí cân bằng tại Y, tức là tại điểm giữa này này. Và quỹ đạo chuyển động của nó là từ là C đến D. Đây, từ D đến C, từ C đến D. Đấy. Như vậy D là biên là biên phía âm mà C là biên phía dương đúng không? Biết cái chất điểm này nó đi từ C đến D Tức là đi từ đây đến đây Là hết là 0,25 giây Và cái lúc T bằng 0 được chọn lúc chất điểm đi qua điểm quy Điểm quy này này Theo chiều dương Như vậy cái điểm quy theo chiều dương này là để chúng ta xác định cái pha ban đầu phi Bây giờ viết phương trình dao động của chất điểm Thế thì bây giờ này nhá Ta vẽ cái trục OX đây Và các cái điểm là DPIQC đây 2, 4, 6, 8, 10 Được chưa nào Và cái vị trí này là vị trí cân bằng Vị trí này là X0 X0 ở đây nó chính là bằng 6 rồi Đúng chưa vì nó ở điểm chính giữa và Q là bằng 2, x0 bằng 6 và c bằng 10 chứ cái biên độ là đúng bằng là đoạn DI và DIC đúng không? Thì ở đây chúng ta có thể thấy là cái dạng phương trình chắc chắn sẽ có dạng là a cos omega t cộng phi cộng x0. x0 này bằng 6 nhá. À, ngoài ra ở đây các em thấy là x0 bằng 6 rồi thì các em có thể thấy là biên độ a là bằng x0 là từ đây cho đến c là bằng 4 hay là từ đây đến d đều bằng 4 cm cả. Bây giờ vấn đề là omega bằng mấy và phi bằng mấy đúng không? Thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy này, khi mà cái chất điểm nó đi từ điểm C đến điểm D Tức là nó đi từ biên dương đến biên âm Thì bài toán cho là 0,25 giây Nhưng mà các em biết nó đi từ biên dương đến biên âm Thì thời gian của nó đúng bằng một nửa chu kỳ Cho nên chúng ta sẽ có T trên 2 bằng 0,25 giây Do đó mà T bằng 0,5 giây T bằng 0,5 thì omega bằng 2 pi trên T nhưng bằng 2 pi trên 0,5 Cho nên là bằng 4 pi radian trên giây Như vậy biết omega được chưa nào Và bây giờ thì để xác định cái pha ban đầu thì chúng ta thấy là biên âm là ở D, biên dương là ở C, vị trí cái bằng ở Y. Và Lúc T bằng 0 thì chất điểm đi qua Q theo chiều dương Tức là đi qua điểm này theo chiều dương Thì để đi qua điểm Q này theo chiều dương Thì nó ứng với cái điểm M0 phía dưới Đúng không? Q là trung điểm của IC Và điểm phía dưới này thì các em thấy ngay lập tức là cái góc này nó là bằng trừ pi trên 3 Như vậy pha ban đầu phi của chúng ta là bằng trừ pi trên 3 Vậy thì chúng ta có omega, chúng ta có phi và chúng ta có A Thì thay vào thì chúng ta thấy ngay phương trình là x bằng 4 Cốt là gì? 4 pi t trừ pi trên 3 Và đây là cộng 6 cm thì 6 này nó chính là vị trí cân bằng. Đấy. Thì cái bài này là thầy tạo ra để cho các em nhớ cái kiến thức thầy trình bày thôi, chứ bài này thực ra cái khả năng gặp trong đề thi là rất thấp. Nhưng mà nhờ bài này mà các em sẽ hiểu được những cái kiến thức về dao động của năng lượng điện trường, của năng lượng từ trường hay là dao động của thế năng hay của động năng thì các em sẽ thấu đáo được nó một cách rất dễ dàng. Thì uh, thầy nhắc lại là những cái bài mà giảng bằng slide này là những cái bài mà thầy phải soạn thời gian rất là lâu và thời gian để soạn một bản slide nó dài gấp khoảng độ bốn năm lần cái thời gian mà thầy giảng bằng phấn cơ do đó mà nếu các em chưa quen với cách học này thì thầy hy vọng là các em sẽ phấn đấu rèn luyện để mà quen bởi vì sau này lên đại học suốt ngày các em học các cái slide hết nhé thì chúc các em học tốt và hẹn các em trong cái bài học tiếp theo